Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Năm đó khi Thủy Hoàng đế rời khỏi, cũng chỉ lĩnh ngộ được hai chữ cổ. Mặc dù Lâm Việt không phải là lĩnh ngộ, chỉ là khắc ấn, nhưng nhanh như vậy cũng khó tránh khỏi là quá kinh ngạc rồi. Đây đã xem là gì, ngươi nhìn đi, lão đại của ta đã đem chữ thứ hai cũng khắc ấn lên rồi. Một năm sau, cuối cùng cũng thành công rồi. Đã để ngươi phải sợ hãi rồi. Ta tin tưởng ngươi. Nếu như Lâm Tiểu Hữu đã đem 9 chữ cổ lão in xong, bây giờ chúng ta vào trong giếng cổ, đem những thứ cần thiết lấy ra ngoài. Được. Sư sư, cô sao vậy? Có người xuống rồi, đang còn không ngừng mạnh hơn, khí thế đáng sợ thật. Ngươi chính là biến số mà Thủy Hoàng đế đã nói tới sao? Ta không biết biến số trong miệng các ngươi nói là gì. Đồ ở nơi này, ngươi không nắm giữ được, để ta nắm giữ. Với trạng thái ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có lẽ là vẫn chưa có tư cách nói câu này với ta. Vậy sao? Vậy thì để ta thử xem, ngươi có tư cách đó hay là không? Vậy thì ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Hai người này mạnh thật. Có cần tiếp tục nữa không? Không ngờ, ngươi lại có thể đem khởi nguyên văn in vào trong thức hải. Ngươi miễn cưỡng có tư cách rồi, đi theo sau ta là được. Mảnh gốm, kiện khí vật này là thủ đoạn cuối cùng trấn áp hắc họa ở trước lịch sử cổ. Vì để tranh đoạt được kiện khí vật này vào trong tay, đã có vô số sinh linh cấp cao cạn kiệt chân linh. Có thể lấy được hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Cảm ơn. Tất cả hãy cẩn thận. Uy áp đáng sợ thật, may mà có sức mạnh của thần vương lệnh. Mấy canh giờ sau, bắt được ngươi rồi. Luyện hóa cho ta. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Lão đại biến mất rồi. Có lẽ là đi vào trong mảnh gốm rồi.